Đây này, xì hết tất cả các bộ nhớt này, anh em nhìn này. Đấy, tất cả các cái nhớt này, phớt phiếc này. Đây là anh em nhìn này. Đấy, thì em sẽ bổ cái này ra và đo tạt tất cả các cái nòng hơi và một số cái mặt máy trục cơ xem nó mài mòn tầm nào, và căn chỉnh và xử lý, chia sẻ. Chào tất cả các bác nhá, em là Sông Bốn Bánh đây. Hôm nay em lại chia sẻ anh em là xử lý cái bệnh hao dầu của Innova đời 2008-2010 của một bác khách ở Bắc Linh. Đấy, trong quá trình coi như là làm trung tu hao dầu rất nhiều xe Innova rồi, và được sự giới thiệu của một số anh em đã từng làm bên nhà em, và hôm nay đã giới thiệu bác ấy qua nhà em để xử lý tiếp con Innova và cái bệnh hao dầu, bệnh muôn thuở, hao dầu không có khói, hao dầu đi 5.000 cây là hết 2/3 vạch, 2/3 vạch thước thăm nhớt. Và đây em cũng đã là cẩu cái máy ra đây rồi. Đây thì bệnh hao dầu em sẽ cẩu máy ra một cách an toàn nhất, một cách an toàn nhất. Và đây con này này, nó chảy khi mà hơi nó kém hao dầu nó sẽ phì tất cả các phớt. Con này là còn zin nhá anh em nhé, máy của bác này là còn zin luôn, 100% zin luôn nhá, chưa làm lụng gì cả. Thì đấy, cái gì zin thì em bảo anh em zin. Đây có bác thay cái dòng nắp dàn cò thôi thì đã làm lại cái dòng này, cái này không liên quan đến cái vấn đề zin không zin. Và đồng thời là đấy, nó xì hết tất cả các cái buồng nhớt này, anh em nhìn đây. Đấy, đây này, xì hết tất cả các buồng nhớt này, anh em nhìn đây. Đấy, tất cả các cái nhớt này, phớt phiếc này. Đây là anh em nhìn đây. Đấy, thì em sẽ bổ cái này ra và đo tạt tất cả các cái nòng hơi và một số cái mặt máy trục cơ xem nó mài mòn tầm nào, và căn chỉnh và xử lý, chia sẻ anh em. Trong gồm 3 bước, một là bước dỡ máy ra đây còn nguyên vẹn, rất chi là đẹp đã, không hề xước xát cái gì cả. Đây em quay lên đây cho anh em, kể cả điều hòa nhá, anh em quay điều hòa em cũng không xả ra anh em đâu nhá, còn nguyên nhá. Đấy, số má điều hòa em không sờ đến nhá, côn chiếc không sờ đến, mà chỉ có làm nguyên phần hơi là phần ăn nhớt cho anh em. Đấy, và bệnh coi như là bác này có hiện tượng hao nước nhá. Quay đây em ơi. Đây, bác này là hao nước rồi. Nhìn này, anh em nhìn này. Nó tất cả những cái nước của nó sẽ ăn oxy hóa hết và hiện tượng hao ở cái này. Anh em nhìn này. Đây. Đấy. Đấy. Và hôm nay một số anh em đã từng làm hơi bên nhà em và xử lý bệnh hao dầu của các xe Innova và xe Morning, xe i10 và một số xe, và cả mấy coi như là hài lòng và ưng bên nhà em làm, giá cả thì hợp lý và coi như chất lượng thì như em mong đợi, như em đã chia sẻ và đã coi như giới thiệu bác này qua nhà em. Thì chân thành cảm ơn anh em nhé, anh em Innova, hội Innova, anh em một số anh em các hội xe lái xe và toàn thể anh em có xe yêu ái và mến mộ nhà em, thì để không để anh em phải coi như là thế này thế kia, thì em như mong đợi em đã làm cho anh em đây, và em đã bổ ra và sẽ chia sẻ hết và sẽ làm tốt nhất, hết sức mình có thể và tiết kiệm nhất cho anh em, để anh em lăn bánh trên thị trường và đi kiếm cơm và hoặc là chạy gia đình mỗi người mỗi ngày. Thì đây hôm nay em chia sẻ anh em dỡ ra nó còn nguyên vẹn như thế nào thì em nói anh em như vậy. Đây là cái quy trình làm nhà em, cẩu ra đây, cẩu đầy đủ hết, không làm thì thôi, em không nhận xe đâu, làm con nào là em làm gọn, con đấy đâu đấy xong bắt đầu mới nhận bác khác. Quan điểm nhà em là làm đấy đâu gọn đấy, không làm coi như chồng chéo, làm chồng chéo không vào việc. Thì đây bây giờ em phải dỡ đây và sau đó là em sẽ chia sẻ anh em cần làm những cái gì, thay thế cái gì và căn chỉnh cái gì. Thì đấy, thì để anh em coi như là ngon lành nhất. Còn em cũng nói luôn anh em nhá, một số anh em nhá là đã bóc làm bệnh ăn nhớt, làm theo dạng dán bùa lùa mèo, là bóc cái thớt này lên này, bóc cái đít này xuống này, đóng 4 quả bít tông này lên này, và cái lốc máy treo trên xe nhá, dán những cái đường keo lem nha lem nhem ấy. Nhìn nó nói thật các bác, làm kiểu dán bùa lùa mèo, không biết đi được bao lâu. Nhưng mà cái vấn đề đấy cũng tuy là có con cũng hết ăn nhớt, nhưng có con được 3-4 tháng kêu cọc ấy. Thì đấy, thì em chia sẻ anh em không làm thì thôi, làm nó phải ngon và nó phải thay thế những cái phụ tùng, tháo lốc máy ra, xịt sạch đâu đấy tất cả các đường dầu nhé, các cái sạn bẩn nhé, kể cả phải nhìn kiểm tra từng bạc cái góc cạnh của các cái cổ trục mài mòn cam biên với ba lê nhá, như bác Quang Linh hôm xưa em làm là đấy, ăn nhớt lâu rồi thế là mòn hết trục cam, bắt buộc phải thay trục cam bãi thôi.
chứ lắp lên thì vài hôm thì nó cháy mẹ hết cam cò đi còn làm ăn gì nữa. Đấy em chia sẻ anh em luôn, đã dính bẫy anh nhớt đằng nào cũng mất tiền, các bác phải làm, thà làm trước đi, có khi nó còn an toàn cho mình hơn, đỡ phải thay thế nhiều phụ tùng hơn. Còn làm sau thì nó sẽ xảy ra như phát sinh trục cam này, phát sung sinh trục cơ này, phát sinh bạc biên ba lê, nói chung phát sinh tú đù các kiểu. Cái đấy chỉ có thợ tháo ra mới kiểm soát là mới chỉ cho anh em được thôi, chứ còn trong máy này thì nhìn thì rất đẹp nhưng mà hậu, nhưng mà cởi ra thì nó chẳng có cái gì. Thì hôm nay em chia sẻ anh em vậy, và một lần nữa chân thành cảm ơn anh em đã tin tưởng và đã giao xe cho em và đặt niềm tin về em. Em sẽ cố gắng hết mình và làm ngon nhất để anh em coi như là được yên tâm. Thì em có một cơ sở duy nhất thôi nhá, đó là ở Nguyễn Xiển, ở chung cư A15 Nguyễn Xiển nhá. Và số điện thoại của em là 0865 833 996 nhá. Em là Sông nhá, Sông Buôn Bánh. Em chào các bác, em làm việc đây.